Chào các bạn, trong bài học này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ rất đặc biệt và rất là thú vị trong phần mềm Revit. Đây là một công cụ sẽ giúp các bạn cải thiện cái tốc độ và khả năng triển khai vấn đề kỹ thuật rất là nhanh khi các bạn làm một cái dự án bằng phần mềm này. Trong các bản vẽ thiết kế kỹ thuật ấy, thì cái việc chúng ta sử dụng cái công cụ tag, chắc hẳn các bạn sử dụng Facebook thì các bạn có thể biết về cái tag đúng không? Tức là chúng ta gán nhãn và chúng ta tag vào một ai vào một cái bức ảnh hay gì đấy. Đấy. Thì trong Revit nó cũng có thể sử dụng một cái công cụ là công cụ tag để các bạn có thể chú thích các cái thông tin liên quan đến bản vẽ. Ví dụ các bạn có thể thấy chúng ta có thể chú thích các thông tin liên quan đến room. Đấy. Còn nó gọi là cái tag room, các bạn thấy không? Chúng ta có thể thấy tên này của cái room này, chúng ta có thể thấy diện tích của cái room này. Hay là một số bản vẽ các bạn có thể thấy nó có tên thêm cả như là số room này, hay là diện tích, hay là thể tích, hay là sàn hoàn thiện, các bạn đều có thể tác được. Hay là các bạn có thể thấy những cái chiếc cửa này đúng không? Thì nó có cái mã cửa, ví dụ đây là cửa D3 hay là đây vách kính S2. Thì đây cũng là một cái loại tác dành cho người ta gọi là tác door, tức là tác cửa hay tác window, tức là tác cửa sổ. Đấy, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tác được. Và các bạn có các bản vẽ khác như là các bản vẽ về mặt cắt, bản vẽ chi tiết hơn. Ví dụ các bạn có thể thấy các bản vẽ về thang chẳng hạn, thì các bạn có thể đánh số bậc cho nó. Thì đây là cái công cụ đánh số bậc thang, nó cũng hoàn toàn tự động trong phần mềm Revit, rất là nhanh hiệu quả. Hay là chúng ta cũng có thể tag những cái loại rất là nhiều, ví dụ các bạn có thể tag vật liệu cho nó. Các bạn có thể tag vật liệu, ví dụ các bạn có một bản vẽ mặt đứng như này thì các bạn hoàn toàn có thể tag vật liệu, đây là ốp gạch, đây là vật liệu gì, đây là vật liệu gì, hoặc đây là đối tượng gì, ấy thông tin gì, thì các bạn hoàn toàn có thể tag được. Và cái điểm đặc biệt của cái công cụ tag trong phần mềm Revit đó là nó tồn tại cùng với mô hình 3D, tức là nó lấy cái thông tin từ mô hình các bạn dựng và biến thành các thông tin mà chúng ta đưa ra bản vẽ. Nó khác với text. Text là các bạn chỉ việc đơn thuần gõ các cái thông tin vào, chúng ta nhập thông tin bằng tay, gõ vào rồi chúng ta đưa ra. Thì text thì nó có thể là sai so với việc thông tin thực tế. Ví dụ các bạn thay đổi phương án phát thì text nó không thay đổi theo. Tuy nhiên với tag thì khi các bạn thay đổi các cái thông tin thì nó sẽ update theo. Thì đây là một trong những tính năng rất đặc biệt của phần của anh tag này. Và với tag trong Revit, nếu các bạn có khả năng tạo dựng một cái mô hình 3D chuẩn, các bạn có một cái bộ thư viện các cái cấu tạo, các thư viện các cái vật liệu chuẩn, thì các bạn làm việc rất là nhanh. Và nếu các bạn hỏi là thế cái bộ thư viện này lấy từ đâu, thì mình xin trả lời rằng cái bộ thư viện này không lấy từ đâu tốt bằng việc bạn tích lũy dần theo các dự án. Các bạn tưởng tượng chúng ta tích lũy mỗi dự án một chút, mỗi dự án một bộ vật liệu, một ít đối tượng, thì sau một cái giai đoạn thì các bạn sẽ có một cái bộ, nó giúp các bạn làm dự án rất là nhanh. Và các bài học trong cái chuỗi chương học này sẽ giúp các bạn sử dụng thành thạo công cụ tag này để có thể tag những cái thông tin này vào bản vẽ chúng ta một cách nhanh chóng và tự động nhất. Trong cái chương học này thì các bạn sẽ được trải qua 5 video với các video tag đối tượng bằng công cụ tag by category, tag đối tượng bằng công cụ tag all và tag vật liệu bằng công cụ tag by material. Và các bạn cũng có thể học cách tag công năng bằng công cụ tag room và đánh số bậc thang bằng công cụ street number. Rất vui được giới thiệu các bạn đến chương học này, một trong những cái chương học mà mình tin là nó sẽ rất là quan trọng và rất là theo bạn trong suốt quá trình các bạn sử dụng Revit cho triển khai vào kỹ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video trong bài học này.